people. So let me ask you this. This is a vision. Vascular risk factors. What's your diagnosis? Easy. Is a primary position is looking up. Easy. Your diagnosis? Nerve, palsy. Okay. Absolutely agree. How are his pupils? You don't see, do you? How is the pupil? There is anisocoria, right? This is anisocoria disorder. Now, the guy has vascular risk factors, he has diabetes, he has hypercholesterolemia. Thì cái bệnh nhân nam giờ 60 tuổi với cái bệnh lý đái tháo đường có các yếu tố nguy cơ không bị mạch máu. This case, this is a lady. She has
xong tôi lộ thì she's not able to tell us. Thì có một tình trạng xong thì nhưng mà nó không có rõ ràng. Do you think there is something wrong with her? Bạn quan sát người phụ nữ này, bạn thấy cái gì bất thường gì không? What is that? Phải có lát ngoài. Cái gì? Yeah. Lén ngoài. He said E.T. in the right. E.T. A small, maybe. We're looking at the reflex, I would say it's X.T. I'm sorry, X.T. Okay, right. That's brilliant. I absolutely agree. I'm not laughing. I'm still laughing. Look at the reflex. It's right in the center here. This displaced mainly here, yeah, instead of XT. Các bạn hãy nhìn cái phản xạ của cái đèn trên cái đồng tử, cái giác mạc bệnh này, chúng ta thấy cái bệnh nhân này cái mắt bên tay phải, bệnh nhân hơi lé ngoài chút xíu. Ray, how's the pupil? Còn về đồng tử của em thì sao? Right eye, there is pan sequoria, the pupils are not equal. Nó là đồng tử có bằng nhau hay không? And she's also telling me that she has had a schmutz. You see the schmutz? She has a problem in her eyelid. Ngoài ra bệnh nhân cũng nói tôi là bệnh nhân có một cái ung thư nốt nhỏ trên cái mi mắt. And she's had that for many years. Và bệnh nhân này có cái nốt là từ nhiều năm về trước. She's looking up. Đây là hình ảnh bệnh nhân lên. What would you think now? Các bạn nhìn cái hình ảnh này đi, các bạn có nhận định gì không? What do you think now? Is there a deficit in elevation? Abduction is okay. Lý ngoài thì là bình thường. She's looking up here. Bệnh nhân liếc lên bên phía bên tay trái thì các bạn thấy gì? Which muscle does this? Các bạn hỏi là cái cơ nào đưa mắt hướng lên, liếc lên bên trái. Which muscle? Sorry? Inferior oblique. Okay. Is this building up? Do you understand where the problem is? Now I look at her now and I'm saying, ooh, this is very bad. What's so bad? Ông hỏi là các bạn thấy gì? Cái gì? You have no idea. Who has an idea what's so bad? Why am I worried when I'm seeing her like this? Ông nói là khi mình nhìn thấy cái hình ảnh này của mình, cái số thì mình lo lắng cái điều gì? But I'm very worried when she's like this. She's looking straight ahead. There might be a little bit of ptosis, maybe, on the right side. I don't know. What do you think? Questionable? But that ptosis becomes... And how is that called? Does it show it? A barren regeneration. The eyelid, when the patient is looking down, the eyelid goes up. And there are only two possibilities, and both of them are very, very bad. One of them is a barren regeneration in the third nerve. So the patient had a third nerve palsy, very minor, which is consistent. Right? She has anisoporia, maybe a little bit of ptosis. She has an elevation deficit, an ESO, as you said, an exo, sorry, as you said. Inferior oblique dysfunction, that's a partial third. Do you agree? Thì ông nói là khi mình nhìn thấy bệnh nhân cái hình ảnh, khi mình nhìn lý xuống dưới á, một mắt thì nó nhìn xuống, cái mi mắt nó đi xuống dưới, còn một cái mi mắt nó đi lên. Mình gọi đó là thường gặp trong và sau bệnh nhân và liền đi số 3. Thế gọi là nói lại tái phân bố cái liền đi số 3. Và lúc đó là liền đi 3 rồi. And my message is, when you're seeing a partial third, you heard about partial pupil involvement. That's bad, bad, bad. Right? Partial third, you have the disease. So she has everything, she has all the teeth. And she has something else, and that's called a barren regeneration. Meaning that when she's looking down, the influx comes from the brain in the inferior rectus to her right eye, but there has been probably a palsy there, and the fibers are not landing
on the inferior rectus, but they are landing on the levator vertebra. Can you explain that? Thì nó là cái bệnh nhân trước đó là có liệt kê ba khi mà trong quá trình nó hồi phục thì cái sợi dây nó bị phân bố lệch hướng. Tại vì nó phải phân bố lên cơ dưới thì đưa xuống dưới thì nó lại phân bố ngược lên cái quý để đưa cho nó chụp một cái quý lên trên. And the American generation never ever this cannot happen in this eating process. Thì nó xảy ra trong một cái quá trình mà bị là chèn ép chứ. It's compression. Không bao giờ xảy ra trong trường hợp mà thiếu máu. We did an MRI, she ended up with the posterior communicating artery aneurysm, trying to kill her. Yeah. Thì trên hình ảnh MRI của bệnh nhân này thì chúng thấy là bệnh nhân bị dây thần kinh ba bên phải một phần. MRI thì thấy hình ảnh là tình mạch, thì chính cái tình mạch thì nó chèn ép. Thì cái sự mà phân bố mà lệch hướng của dây thần số 3 thường thì mình đi gặp sau khi mà bệnh nhân bị chèn ép thôi. Chẳng hạn như ô cái tình mạch nó chèn, chứ mình không có gặp trong trường hợp thiếu máu. Chẳng hạn như trong giờ đấy mà đường nó thiếu máu thì không bao giờ gây ra cái hiện tượng đó. But the average generation happens after 6 weeks after the initial event. It never happens with ischemia. Okay. Thì cái đó lại không liên quan gì cái thứ ba này, đó lại tái sinh đi cái thứ ba này thường chỉ gặp ở trên những bệnh nhân mà bị chèn ép và sống một sau đó chứ không bao giờ gặp trên những bệnh nhân mà bị thiếu máu. It can happen after trauma, but it can happen after compression. So when you see that, you have to look out for compression. Thường thì mình cũng hay gặp cái tình trạng này sau chấn thương dây chằng thứ ba, nhưng mà mình quan tâm hơn đó là cái chèn ép. The other situation when a ptosis becomes an island retraction is when orbital metastasis from breast cancer. As you remember, in breast cancer there is fibrosis, and you know we're looking at the breast, the cancer just do that retraction of the nipple. Retraction of the nipple from the breast cancer. It's metastasis in the orbit. There's a retraction of the superior vertebra. That's called the hang up island sign. Just sit very back. Down on ptosis and then it becomes a retraction and down it is. It is metastasis. Cái khả năng nữa là mình thấy bệnh nhân cái mà hôm nay mình khám thấy sụn mi, thời gian sau mình khám mình thấy bệnh nhân cái mí nó lên lên lên, thì còn có một khả năng là ung thư vú mà nó di căn lên trên mi mắt, thì như bạn thấy trong trường hợp ung thư vú thì cái tế bào ung thư nó bị sơ hóa, nó sẽ gây co rút, thì ví dụ như là thì tôi từng nghĩ tim nó di căn lên trên mi mắt thì những cái mô sơ đó, một cái mô di căn đó, thì lúc đầu nó gây sụn mi một thời gian nó co rút để gây giật cái mí lên, thì đó là một cái trường hợp mà các bạn cần lưu ý. You can have other patterns of a very generation, like this guy, a very fine guy. Đây là một cái trường hợp khác. When he's looking to his right, khi người bệnh nhân liếc về phía trái, has a permanent pulse. There's no discussion about that. Nha, bệnh nhân thì có liệt kê chân số 3. He's looking to his right. There is ptosis. Khi mà anh ta khi bệnh nhân lùn từ phải, bệnh nhân này sụn mi thì liếc về bên phải. But when he's looking to the left, the island goes up. Nhưng mà khi bệnh nhân liếc về bên trái thì cái mi mắt nó lên lên. And that again is called a darker generation. This is clear. Am I clear? Thì đây cũng là một cái trường hợp mà tái sinh tình huống như là kinh ba, tức là hai kiểu. Một kiểu là khi bệnh nhân liếc xuống dưới thì cái mắt nó lại đi lên. Một cái kiểu khác là khi bệnh nhân liếc qua trái, liếc qua phải thì cái mắt nó đi lên. Còn khi bệnh nhân nhìn thẳng thì mắt nó sụp. And the guy goes mad because when he starts a line, he doesn't see double, and then in the end he sees double. Or the other way around. How do you treat him? Về trong trường hợp này thì làm sao mình điều trị? Treatment. Làm sao mình điều trị cho các bệnh nhân này? Well, a very elegant way to treat him. Just do some Botox in his right eyelid. And cause the iatrogenic ptosis, which will cure his double vision. In the right eyelid. In the right eyelid. It will suppress double vision, right? It's more elegant than a dark serapy. But what happened? Right, so our friend from the orbital department, you agree with this. What you're doing is after a couple of
sessions, you'll just produce an aponeurotic ptosis, which will mask this evolution. Yeah, thì cái vấn đề của em thì không thấy mà chỉ vì cái động cắt táo là tích cô mắc cái đập cái mí mắt của em cả. Let me show you a case, easy case, how this works. À, bây giờ xem thêm một trường hợp nữa. This doesn't work. Oh, I'll show you later. Right. I'll just probably move on. All right, so another case. So let's say it's Friday night. Again, this patient's coming to your office and she has a third nerve palsy on the right side. The pupil is not involved. And the next patient coming in is this guy. You're calling the radiologist. Saying that you have two patients with third nerve palsies. And the radiologist is telling you, no, it's Friday night. I have to play golf. You send me one patient only. Who do you choose? Bạn sẽ chọn bệnh nhân nào? Lady của bạn. Lady. Lady. Cái gì nữa? The ladies choose the lady and the man choose the man. Why is that? Who says the lady? Raise your hand. Who says the lady? Raise your hand. One. Who says the man? Raise your hand. What's the other option? Rest. Both you cannot. The guy's playing golf. What do you want? The man. I absolutely agree the man. Why? Because it's the 3P rule. It has a pupil partial involvement. Các bạn quan sát trên bệnh nhân này đi là gì, ông này thả cái tiêu chuẩn ba bơi hoặc là bệnh nhân này có cái đồng tử bị ảnh hưởng. I showed the case to some young residents in Singapore. Tôi cho bệnh một số người trú ở Singapore coi cái hình này. And I asked why do you send the man, not the lady? Sao mà tôi hỏi cái tội chúng tôi là tại sao người cái người này ông đi không phải người phụ nữ? And they told me, well, because the lady is old anyhow. The reason is, this is the pattern of the vascular vacuum third nerve. This is diabetes. You may not scan her. If the pupil is intact, forget about it. So this is why, if you're having a third nerve, and this is a diabetes causing an infarct of the vasa numerorum. So this is the infarct affecting the fibers to the muscles. And the pupillary fibers are here, they are not affected. You get that? This is a third nerve, and remember there are several nuclei sending fibers to each muscle, and all those fibers are converging into a trunk, and this is the cup of the trunk. Thì các bạn biết là cái sợi thần kinh thứ ba thì nó phân bố cho rất nhiều cơ, từ trên, từ dưới, từ trong, rồi nó phân bố cho cái đồng tử. Nhưng mà khi mà nó đi ra khỏi hốc mắt, nó hốc mắt thì nó gỡ ra thành thần kinh thứ nhất để nó chui vô cái sang này không? If there's an aneurysm, just because of anatomy, it will affect the pupil. Còn trong khi đó thì cái tình mạch thì nó lại chèn từ phía trên xuống này, cho nên cái đường đi của cái thần kinh thứ ba thì nó ép vô, thì nó sẽ gây ra cái tình trạng nó sẽ ảnh hưởng đồng tử. And this is the rule I was talking about. If there is pupil involvement, if it's partial,
time of war there is pain, you should be very worried. Giờ ông nói đây là cái quy luật ba cơ mà các bạn không phải nhớ, đó là chạy ngày nay sáng giờ chỉ trong ban này tức là tiêu được nhân viên ba cái con là có ảnh hưởng đồng tử hay không, có tiến triển hay không, bán con lần này còn đâu còn nữa lần nữa, hỏi là bệnh nhân có đau hay không. I scan the patient right now, forget about the golf course. Dạ, phải đưa bệnh nhân đi chụp tim MRI não liền. Quên cái gì chứ? Pain is not that important because you're going to have ischemic third nerve palsy, which causes some pain. That's not true. That's not true. Thì em hỏi ông là cái kiểu đau quan trọng hay không, thì trong tố tết tố một tết tổ mình tập có thì nó là đau biết mình công việc kiểu cái bình mạch này đấy nó luồn, nhưng mà ông là không có giá trị gì hết. Một số bệnh nhân thiếu máu thì đấy nó luồn cũng rất là đau nhưng mà không có liên quan. Just a couple of slides. Six nerve palsy. How do I deal with six nerve palsy? Thêm một số này, cái này là một bệnh nhân bị dị ứng thứ sáu. She has an abduction deficit. Abduction deficit. Bệnh nhân này có giới hạn đi ngoài. And some of my residents tell me, how come one is black, one is white? They just look the same. That's probably because of the big nose. But the deal, the way I'm dealing with the sixth nerve, if it's somebody young, like this lady here, I'm very worried. Somebody who's old, dirt, I don't say I don't care, but I'm more relaxed. Well, in a young patient with a sixth nerve palsy, I'm very worried. It's not good. In an older patient with a sixth nerve palsy with vascular risk factors, I'm not that worried. This patient had lupus with antiphospholipid antibodies and after steroids, she just recovered. Bệnh nhân này có bị lupus ban đỏ cho nên bệnh cũng điều trị steroid thì nó tình trạng bị sát bệnh nhân phục hồi. This lady had giant cell arteritis. Not good. Right. I think I just stopped here. We'll have clinical cases at the end of the session. Maybe let me show a couple of. I'll just show you probably one more. Let me just go ahead. Yeah. So this guy. The head tilt test, are you familiar with that? The Olchowski sign, fourth nerve palsy. The patient is seeing double when turning one head. See, the two eyes are aligned here. Và các bạn khi bệnh nhân nghiêng về phía bên phải thì hai mắt của bệnh nhân tương đối là đồng xu. Turning the head, look how poorly they are aligned. They are misaligned. Khi bệnh nhân. That's critical for fourth nerve palsy. A fourth nerve palsy, the problem is you don't know if it's congenital or acquired. Want to say that? A fourth nerve palsy, you have to make a big decision. If it's congenital, you don't care. If it's acquired, oh my God, I have to do something about it. Khi mà các bạn gặp một trường hợp đường dây 4, các bạn phải xác định đầu là đây là bẩm sinh thì cũng bẩm sinh. Nếu như bệnh nhân thì cũng bẩm sinh thì không có gì lo lắng. Nhưng mà nếu đường dây 4 mới mắc phải thì các bạn phải làm cái gì đó. And the good way to know if this is a congenital fourth nerve is ask the patient, please look at me. If he had a bad position of his head as a child, because people compensate, as you know. The problem is that patients may not be aware of this. Look at this guy, a friend of mine, who got hit in his eye, and he had a fourth nerve palsy on his right side. And as you probably noticed, he's turning his head on his left side. Why? Just to compensate. Want to say that? So if this guy has a fourth nerve palsy on his left side, he will naturally turn his head on his left side. Can I ask you, sure. The genital causes you to turn head? Yes. And acquired? Acquired as well, but sometimes congenital. It's been a
abnormal head posture for a long time. Yeah. And if you have that long, that head posture, you mean, oh, you have it for a long time. Yeah, okay. Thế là người bệnh nhân mà đi ngồi từ bẩm sinh á, mình hỏi là sao bẩm sinh hoài thì nó là nhìn cái thói quen đi lặp lại có từ nhỏ, nó thấy nó quen cái bọc là thành ra tự nhiên đang ngồi mình biểu đó là nhìn mình đi lặp lại nó sẽ nghiêng cái đầu lên. Còn những cái người mà mới mắt thì họ cũng nghiêng đầu nhưng rồi mình thôi, họ không quen họ thì họ vẫn cố gắng mà nhìn đi. Nên hỏi họ là cái tật mà nghiêng đầu họ có từ lâu chưa hay mới gần đây, thì bỗng sinh thường họ chỉ trả lời là nghiêng từ nhỏ từ lâu rồi. So in this case, I did a couple of measurements and he had a fusion amplitude which was very big, more than 10 diopters. Are you familiar with that? And I told him, you have a congenital fourth nerve palsy, I don't care about you. Thì ông nói là khi đo đây, ông xác định cái anh bạn của ông luôn á là mày bị tiền dây cũng bỏng sinh rồi, nên ta không quan tâm mày nữa. Because the fusion amplitude, if you're putting a prism in front of your eyes, you'll probably compensate 2 to 3 diopters, and beyond that, you will not be able to compensate. And the genital cord, they had it for so many years, they go beyond 10-12. Thì thường á, ở cái tình trạng mà bệnh nhân bị mà tiền dây cũng bỏng sinh á, thì cái độ lé của họ lớn, cái biên độ nó lớn và họ có cái khả năng đó là họ compensation biết sao được, nhưng mà đại loại là họ có thể thích nghi được cái độ lé rất lớn, nhưng mà thành ra trên 10 đó là không sinh. Còn những cái người mới bị lé thường là 14 thì cái độ biên độ lé không nằm cao đến như vậy được. So I told him, you are my friend, but I don't care about you. Thì ông nói với bạn học đó, mặc dù mày là bạn tao, tao không quan tâm mày. You've had this forever. Mày sẽ mất cái tình trạng này mãi mãi. The guy said, are you crazy? Give me a proof. I want an MRI. I said, you won't have the MRI. Please go. Didn't you notice that your head is like this? You must have had it forever. And the guy said, you are crazy. I said, go back and look into the some old pictures. He said, I always had my head straight. I swear, this is new. I told him, go back and ask your mom for some pictures. And this is the guy. And he came back very ashamed because he spotted other pictures. And other pictures. And other pictures. Everybody is straight except one guy. And he said, you know what? There are other pictures. I don't have them here. So I'll finish up with that. Fourth nerve palsy, if it's acquired, it's very dangerous. You've got to do imaging, etc. And that's a lot of disease, all sorts of horrible things. If it's acquired, forget about it. Just ask for old pictures. I'll probably stop here at that point. Thank you very much. So